thân mến, chào mừng bạn đến với Tốt Sao Hoa, kênh tổng hợp tin tức về những ngôi sao Hoa ngữ. Và ngay sau đây sẽ là những tin tức tổng hợp thú vị có trong ngày. Cuộc ly hôn quá sức chóng vánh của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Tiểu Phong khiến cho người hâm mộ vô cùng tò mò về lý do cả hai quyết định cho nhau lối đi riêng. Đã có rất nhiều bài viết bóc tách về vấn đề này, thậm chí còn có nguồn tin cho rằng mẹ chồng nữ diễn viên họ Triệu bất mãn về con dâu không chịu sinh con thứ hai, lại quá đặt nặng sự nghiệp, tuy nhiên Triệu Lệ Dĩnh không đưa ra phản hồi. Trang Sohu mới đây đã có một bài viết chia sẻ góc nhìn khác về cuộc hôn nhân của cặp đôi Phùng Tiểu Phong. Theo Sohu thì không phải vấn đề mẹ chồng, chính lý do liên quan tới chuyện tiền bạc và quan điểm sống khác xa nhau một trời một vực của hai người mới là nguyên nhân khiến cả hai không chịu nổi nhau. Thu nhập giữa Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Tiểu Phong chênh lệch quá lớn, giá trị thương mại của nữ diễn viên Sở Kiều Truyện hoàn toàn lấn lướt và cao hơn hẳn chồng, đó chính là một rào cản. Hơn nữa, xuất phát điểm của cả hai quá khác nhau, ngay từ đầu nhiều người đã cho rằng Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Tiểu Phong không môn đăng hộ đối. Chính vì điều này, người đẹp họ Triệu rất coi trọng sự nghiệp, dồn toàn tâm toàn ý cho nó. Trái ngược với thái độ làm việc của bà xã, Phùng Tiểu Phong lại coi diễn xuất chỉ là cuộc dạo chơi. Vốn là một thiếu gia nước tiếng Thượng Hải, Phùng Tiểu Phong chỉ đóng phim cho vui, tiền bạc chưa bao giờ là vấn đề phải lo nghĩ. Chênh lệch nghiêm trọng về giá trị sống và quan điểm nghề nghiệp, cả hai cứ thế nảy sinh mâu thuẫn. Triệu Lệ Dĩnh lại là con người sống rất lý trí, cô sẵn sàng và dứt khoát trong việc nói lời chia tay. Có thông tin cho rằng Phùng Tiểu Phong từng cố gắng níu kéo nhưng thất bại trong việc khiến Triệu Lệ Dĩnh hồi tâm chuyển ý. Tuy nhiên thì đây đều là những tin đồn chưa rõ đúng sai, cả hai nghệ sĩ tuyên bố họ sẽ không trả lời bất cứ thông tin thiếu minh bạch trên mạng xã hội. Trong lòng các fan hâm mộ của Trần Tình Lệnh, Lam Vong Cơ hay Lam Trạm ghi dấu ấn với hình tượng cao lãnh, bình tĩnh, làm chủ được bản thân dù trong mọi trường hợp, đến mức mà hai tiếng vô cảm hay mặt lạnh đã gắn liền với nam diễn viên, ngay cả khi bộ phim đã kết thúc. Thế nhưng có vẻ như tất cả những điều ấy đều không đúng với phiên bản tượng sáp của Lam Vong Cơ. Sau khi bức ảnh này được đăng tải, tượng sáp của Lam Vong Cơ đã ngay lập tức trở thành tâm điểm bàn tán của mạng xã hội. Phản ứng chung của tất cả mọi người đều cảm thấy không có bất kỳ sự liên quan nào giữa Vương Nhất Bác và bức tượng này ngoại trừ tạo hình, trang phục và phụ kiện trên đầu. Thậm chí nếu như không nói, nhiều người còn tưởng rằng đây là tượng sáp của dạ hoa Triệu Hữu Đình. Tại Trung Quốc thì có hẳn một bảo tàng chuyên trưng bày tượng sáp của các ngôi sao Hoa ngữ. Ở đó có những bức tượng giống với bản gốc y như đúc, có những bản sao chưa được hoàn hảo lắm, song chưa từng có một sản phẩm điêu khắc nào lỗi như thế này. Sự cầu thả của người làm ra bức tượng Lam Vong Cơ đã bị cộng đồng mạng lên án kịch liệt, bởi họ cho rằng điều này thể hiện thái độ không tôn trọng đối với nghệ sĩ. Nhiều người còn đùa rằng nếu như Ngụy Vô Tiện nhìn thấy Lam Vong Cơ phiên bản pha ke kia thì có lẽ sẽ không bao giờ muốn đoạt xá nữa. Cảm ơn bạn đã theo dõi video trên kênh Tốt Sao Hoa và nhớ đừng quên ấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để liên tục cập nhật những tin tức mới nhất có trong ngày. Xin chào và hẹn gặp lại!